Tử vi tuổi Giáp Dần 1974 tháng 8 âm lịch năm 2021. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có thể thời trẻ, nhiều người sẽ phải sống trong cảnh túng thiếu, bần hàn, nợ nần, chồng chất, nhiều khi tuyệt vọng về cuộc sống và chính bản thân mình. Họ luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ trả được hết nợ nần vì cứ trả hết cái này lại có cái khác xuất hiện. Tiền bạc luôn là vấn đề khiến họ phải đau đầu. Nhưng mọi người yên tâm, đó chỉ là chuyện nhất thời. Nếu mọi người cố gắng thì mọi thứ sẽ có thể thay đổi. Đặc biệt, tháng 8 âm lịch, ra tuổi Giáp Dần 1974, thế nào cũng sẽ trả hết nợ nếu có. Quý gia chủ sẽ chẳng phải đau đầu vì tiền nợ như trước, nợ mấy cũng trả được, đã thế lại còn có thể thay đổi cuộc sống, sung túc hơn xưa, nếu mọi người cố gắng. Tuổi Giáp Dần 1974 được tử vi học dự báo tháng 8 âm lịch có thể được quý nhân phù trợ. Để có thể biết rõ, mời quý vị hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết ngay sau đây. Tuy nhiên, trước khi lắng nghe những chia sẻ chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh, từ đó không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, mời mọi người hãy cùng theo dõi phần luận giải tử vi chi tiết của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 tháng 8 âm lịch. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974 tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Giáp Dần 1974 mệnh đại khê thủy, tài trí hơn người, học hành giỏi giang, lại ham mê tìm tòi khám phá những thứ mới lạ. Họ có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật và các đồ thủ công, thậm chí có thể đạt tới trình độ khá tinh thâm. Lòng tự tôn của người này rất lớn, luôn tự mình hành động, suy nghĩ cao xa, có đôi khi kiêu ngạo, không dễ chấp nhận ý kiến của người khác. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của người này. Tuy nhiên, họ lại hiếm khi rơi vào cảnh này nên khiến người khác nảy sinh lòng đố kỵ. Người tuổi Giáp Dần nên chú ý đừng dễ dàng tin người quá mức. Trước khi làm gì cũng đặc biệt cẩn thận, luôn giữ cho mình phương án dự phòng để đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Suy xét chu đáo, kỹ càng thì mới khiến cho kế hoạch đề ra được tiến hành thuận lợi. Chỉ cần bản mệnh nguyện ý nỗ lực, chắc chắn thành quả thu được sẽ không thể khiến bạn thất vọng. Tử vi tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021 dự đoán rằng vận trình tuổi Giáp Dần ổn định, nhưng chưa thực sự bứt phá trên mọi phương diện. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, nên tập trung làm tốt công việc hiện tại của mình. Bản mệnh cũng sẽ phải chi tiêu nhiều khoản trong tháng này, nên cần chú ý xây dựng kế hoạch, nhật ký chi tiêu hợp lý, cẩn trọng, kẻo cháy túi. Giáp Dương Mộc gặp đinh âm hỏa nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho gia chủ Giáp Dần, nếu có cơ hội tốt, cần nắm bắt, sẽ có được tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi ở phía trước. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình cụ thể của gia chủ Giáp Dần tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống, nhất về sự nghiệp, quan vận. Trong tháng này, người tuổi Giáp Dần sẽ có những bước đột phá trong công việc, họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt mà gặt hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Người tuổi Giáp Dần tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm, thì bản mệnh luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được sao. Kết quả bản mệnh đạt được ngày hôm nay, một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm trong mắt đồng nghiệp. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, dùng hóa giải xung sát, chờ mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974
để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Sự nghiệp sẽ mang lại cho quý gia chủ tài lộc đáng kể từ việc thăng chức, tăng lương và thưởng thêm. Mặc dù may mắn, bản mệnh vẫn cần là một kế hoạch tốt và không được chi tiêu quá tay. Với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít. Người này biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đảng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lợi bất cập hại. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng này, mệnh chủ Giáp Dần cần chú ý về sức khỏe của mình. Do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính đã làm giảm một phần thị giác, bản mệnh cũng sẽ cảm nhận được một số cơn đau đầu nhẹ. Nguyên nhân cũng chính việc này mà ra, cần có chế độ ăn uống hợp lý, giảm thời gian làm việc ngoài giờ để bệnh tật ít có cơ hội. Đối với gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974, tử vi tháng này khuyên bản mệnh nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc khiến bản mệnh rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Bản mệnh cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng, lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tịnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Mệnh chủ Giáp Dần sinh năm 1974 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này vận trình tình duyên của gia chủ Giáp Dần khá ảm đạm, hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương nên có thể tranh cãi xảy ra liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng, chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên trân trọng người bên cạnh, đừng có mới nới cũ để mọi chuyện xấu đi. Cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp nếu cứ giữ mãi tư tưởng so sánh. Cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp nếu cứ giữ mãi tư tưởng so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của bản mệnh, giúp bản mệnh vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Tháng 8 âm lịch, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Quý vị thân mến, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Giáp Dần tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng vào cuộc sống để gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ tuổi Giáp Dần có thể nắm rõ, tránh những trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng Đinh Dậu nạp âm sơn hạ hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, pha tý, tuyệt dần. Đối với người tuổi Giáp Dần trong tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 3 tháng 8, tức ngày mùng 9 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, canh thân, nạp âm, thạch lựu mộc. Ngày âm lịch 15 tháng 8, tức ngày 21 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, nhâm thân, nạp âm, kiếm phong kim. Ngày âm lịch 27 tháng 8, tức ngày mùng 3 tháng 10 dương lịch, nạp giáp, giáp thân, nạp âm, tuyền trung thủy. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Giáp Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Dần tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 6 tháng 8, tức ngày 12 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Quý Hợi, nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch 18 tháng 8, tức ngày 24 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Ất Hợi, nạp âm Sơn Đầu Hỏa.
Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Khuyên gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Dần. Để vật phẩm mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết của tuổi Giáp Dần 1974 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung hóa cát để gặp được nhiều may mắn hơn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức chúng ta trưởng thành hơn. Vậy nên mọi người đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.